Rồi bây giờ thì có một cái máy, giữ em nha, giữ em nè. Cái máy mà Phúc phải cho mọi người coi, thì Phúc cũng thấy lần đầu tiên Phúc thấy luôn. Đó là cái máy sạc xe điện. Trời ơi trời, cho những chiếc Tesla với những chiếc mà xài điện đó mọi người. À, đúng rồi, cái Sun Hybrid là đây. Đây, chắc quẹt quẹt cái thẻ tính tiền đây, Avisa đây. Quẹt thẻ ở đây đó chạc 50kV luôn, up tùy theo ha. Chế độ rồi bên này có nè. Wow mọi người ơi. Wow. À bấm vô. Nói cho mọi người coi cái máy đây. Các loại thẻ, đi ra thẻ thanh toán gì đây. Đó. Bên này luôn nè. Ngon chưa? Wow. Ồ, đang cho mọi người coi cái đầu của nó nè. Đó, để mà sạc điện ra đó. À, hấp dẫn chưa? À, giờ mới thấy là có những cái chạm thì tưởng là đổ xăng nhưng cuối cùng lại là máy sạc xe điện. Những cái xe dòng xe điện. Đây có từng bước nè mọi người. Có từng bước ha. Còn cái này là của chợ riêng nó làm, thành ra xe nào, bất cứ xe nào mà hybrid là tới. Xài điện vô, kể cả Tesla luôn đúng không? Yeah. Đó. America, tuyệt vời chưa? Cái này Phúc phải quay cho mọi người coi. Ok, xong rồi nhờ Thùy đã chụp cho anh một tấm, thì anh làm cái bì rồi cho cái này. Ngầu quá ha. Thí dụ mình vừa quay mình vừa chụp được không? Tại thế này phải hơn 3 phút mới phát được, không còn này để chụp cái này. Đó, thì cái đó vẫn để chạy đi. Ừ, không cái đó để vẫn ý là có bấm chụp được chụp được. Ok, hay quá. Không biết. Rồi. Rồi bây giờ bỏ con luôn mọi người, chỉ vì một cái máy sạc điện mà bỏ con bỏ cái thôi. Tự động ôm con luôn. Để quay. Đây. Thì khi Phúc qua Mỹ phát hiện ra Phúc có 3 đứa con của mọi người đây. Thì vợ để lại, bây giờ để mưu sinh mà không về Việt Nam được nữa là phải giữ con luôn. Thì bây giờ thấy cái máy phát điện này thì mọi người nhớ kêu coi, ủa máy sạc điện. Kêu coi đông đông để Phúc câu like, câu view, kiếm tiền nuôi con thơ. Con ơi, gọi ba đi con, nói ba. 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 Đây này con, anh đi qua đây. Nhìn như máy nó đi, ba. Ba. Phúc. Ba. Ba. Phúc. Phúc. Đó, ba Phúc. Hưng ra đây Hưng. Hưng ra đây. Đây, nét nhà qua máy nè, nói đi. Ba. Ba. Phúc. Phúc. Đó, thấy chưa, con rất là kêu tiếng ba Phúc rất là thân thương. Còn bé này con là chưa có được. Papa, con nói được papa. Papa đi. Papa. Đó, cho nên mọi người coi thương tình Phúc, ủng hộ Phúc thì nhớ cái câu cái clip này nó xạo á, không nói được. Nhớ like, share, subscribe mạnh mạnh lên mọi người để cho kênh MC Dương Phúc càng ngày càng lớn mạnh và vững chãi hơn để có tiền nuôi con ở Mỹ á. Đây nè, con là cuộc sống khó khăn. Cuộc sống mưu sinh đã làm em qua cơn đói từng ngày. Vì em không thương, vì em đã đau thương, chỉ là đau thương. Hơn 3 phút chưa? Rồi bây giờ hết 3 phút rồi, để cho mọi người coi, để có quảng cáo rồi. Thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube MC Hồng Phúc nha. Clip này là Hồng Phúc phát hiện ra những đứa con rơi của mình ở Orange County. Và bên cạnh đó là cái máy sạc điện nha mọi người.